Các con thân mến, hôm qua chúng ta đã giới thiệu xong phần tổng tựa. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào chương số 1, chương đầu tiên của phép ăn người con. Chương 1 của chúng ta là ở nhà thải biếu. Như đã giới thiệu với chúng ta ở phần tổng tựa, cái chữ hiếu được xếp đầu tiên. Hiếu, đây là dạy chúng ta phải biết hiếu thảo đối với cha mẹ. Chúng ta phải biết hiếu này, đây là cái hạt nhân quan trọng nhất ở trong đức hạnh. Đức hạnh để chúng ta làm người tốt. Từ cái nhân hiếu thảo này mà những cái đức tính tốt đẹp nó có thể sinh trưởng nảy nở phía sau. Cho nên là đối với chương hiếu này thì ngày xưa đã xếp ở vị trí đầu tiên để cho chúng ta học tập. Làm người thì phải hiếu thảo đối với cha mẹ. Vì sao chúng ta lại phải hiếu thảo với cha mẹ? Bởi vì cha mẹ là người có ân đức lớn nhất đối với chúng ta trong cuộc đời. Chúng ta học đến cái vòng này rồi thì rất nhiều đạo lý các con cũng đã hiểu rồi. Thế nhưng mà vì sao chúng ta vẫn chưa làm được, vẫn chưa làm cho cha mẹ vui được, chúng ta vẫn chưa thực hành được hiếu thảo để cho cha mẹ chúng ta yên lòng được? Bởi vì các con biết hiếu bao trùm tất cả. Khi mà tâm hiếu chúng ta nó viên mãn rồi thì chúng ta đã trở thành thánh hiền rồi. Vậy thì chúng ta đang trên đường học tập để trở thành thánh, thành hiền. Thì chắc chắn là trong quá trình chúng ta thực hiện sẽ có những cái lúc chúng ta mắc lỗi, chúng ta cũng còn chưa hoàn thiện. Cái điều này nó cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, để chúng ta mỗi ngày một tiến bộ hơn thì cái năng lực phản tỉnh, kiểm điểm rất quan trọng. Xem trong một ngày chúng ta đã làm được những việc gì hiếu thảo với cha mẹ, việc gì chúng ta chưa hiếu thảo với cha mẹ. Bởi vì nếu như mà chúng ta không hiếu thảo với cha mẹ thì tất cả những lời nói, việc làm của chúng ta nó đều trở nên vô nghĩa, không có giá trị. Ngày xưa dạy chúng ta là tri ân thì mới biết báo ân. Tri ân tức là chúng ta hiểu về ân đức của cha mẹ. Cha mẹ sinh chúng ta, nuôi chúng ta, chăm sóc chúng ta, cái ân đức này rất là lớn. Có rất nhiều ca dao tục ngữ nói về cái ân đức của cha mẹ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con thấy công cha, nghĩa mẹ, cái điều này thì chúng ta được học vỡ lòng rồi. Ở những cái tiết học đầu tiên khi mà chia sẻ với các con, bao giờ cũng nói đến cái việc này để các con biết được. Thật ra nếu mà chúng ta không học thì chúng ta cũng không biết được. Cho nên có những cái lần mà thầy giáo của thầy nói là hơn 40 tuổi mà chưa ai nói vào tai tôi rằng là làm người phải hiếu thảo với cha. Lớn rồi nếu như không được nhắc nhở thì không biết, chúng ta cứ lãng quên mất cái việc quan trọng này. Mà làm người thì phải hiếu thảo cha mẹ. Các con cứ nghĩ mà xem, bây giờ chúng ta lớn lên được thành người như thế này không phải là việc dễ dàng nữa không? Không phải dễ dàng. Các con nghĩ xem, hàng ngày ai nấu cơm cho mình ăn, ai là người mua sách vở cho mình học, ai là người động viên nhắc nhở mình, mỗi khi các con ốm đau ai là người lo lắng chăm sóc cho mình? Mà cha mẹ thì thương con không phải là chỉ thương khi các con còn nhỏ, mà cho tới khi các con lớn rồi, cha mẹ cũng vẫn thương các con, vẫn dõi theo các con. Nên cuộc đời này chúng ta rất may mắn khi có cha có mẹ, là người sinh ra chúng ta, nuôi chúng ta, lo lắng cho chúng ta, chăm sóc chúng ta từng chút một về cả chất lẫn tinh thần. Mẹ già 100 tuổi còn thương con 80. Cho nên là cái ân đức của cha mẹ lớn vô cùng các con.
Thế đối với bài học hiếu thảo thì các con phải biết rằng chúng ta phải thực hành ngay trong đời sống hàng ngày. Thầy xưa dạy chúng ta cái điều đầu tiên là chúng ta phải biết yêu mến cha mẹ. Để yêu mến cha mẹ yêu mến chúng ta là không điều kiện, không có điều kiện gì cả, không có đòi hỏi chúng ta một đồng xu các bạc nào hết. Thương chúng ta là tình yêu thương vô điều kiện, không có điều kiện. Và các con nghĩ xem, nếu chúng ta không yêu mến cha mẹ thì chúng ta nói lời yêu mến với người khác nó cũng không thật, cũng không thật. Cha mẹ là người sinh ra mình mà mình còn không yêu được mà mình lại nói là yêu người khác thì rất khó. Điều này không thật, nó trái với đức hạnh. Cái điều thứ hai là các con phải biết kính trọng đối với cha mẹ. Trong luân lý giáo khoa thư nói, con mà yêu mến cha mẹ thì nhất định sẽ kính trọng cha mẹ. Yêu mến thì sẽ biết kính trọng. Kính trọng là gì? Kính trọng là cha mẹ dạy bảo phải biết nghe lời, cha mẹ sai bảo phải biết đi làm, phải lễ phép, phải có phép tắc đối với cha mẹ. Thế là kính trọng. Không được cãi lại. Cha mẹ mà dạy bảo chúng ta mà chúng ta không nghe, chúng ta lại còn cãi lại thì không phải là kính trọng rồi, đây là bất kính rồi. Và các con nghĩ xem, nếu như chúng ta bất kính cha mẹ thì đối với thầy cô dạy ở trường thì làm sao chúng ta có thể kính trọng. Cho nên thầy vẫn nói với các bạn, nhìn cái biểu hiện của các con đối với thầy cô, biết ngay ở nhà chúng ta có biết kính trọng cha mẹ mình hay không. Cho nên cái này chúng ta phải học được ngay từ khi ở trong nhà. Kính trọng cha mẹ, yêu mến cha mẹ, kính trọng cha mẹ. Cái thứ ba là một cái điều mà nó quan trọng ở trong cái chữ hiếu này, các con phải biết đó là chúng ta phải biết vâng lời cha mẹ, phải biết nghe lời cha mẹ của mình. Bởi vì có rất nhiều đạo lý các con chưa hiểu, được cha mẹ giáo dục ngay từ ở nhà, dạy bảo ngay từ ở nhà. Cha mẹ là người có kinh nghiệm, đã trải việc đời rồi, đã biết tất cả những vinh nhục của cuộc đời, cái gì tốt, cái gì xấu rồi, chỉ dẫn cho chúng ta. Phải nói là cha mẹ chính là kim chỉ nam cho đời sống của chúng ta. Mà cha mẹ dạy chúng ta thì các con nghĩ xem có dạy điều xấu không? Dạy bảo là dạy bảo những điều tốt, hướng chúng ta đến những cái điều tốt đẹp. Vậy mà chúng ta không nghe thì giống như là người mù mà được người sáng mắt dẫn đường ấy, mà còn cãi lại. Các con nghĩ xem, có người chỉ dẫn cho mình mà mình còn cãi lại, vậy thì làm sao mà thành người được? Làm sao thành người tốt được? Cho nên phải biết vâng lời cha mẹ, thì khi đi học các con mới biết vâng lời thầy cô, mới biết vâng lời người lớn. Cái tiếp theo nữa ấy, là nó phải cụ thể hóa bằng gì? Chúng ta phải biết ơn cha mẹ. Hàng ngày chúng ta phải nghĩ đến cái ân đức của cha mẹ. Thế vậy thì thầy khuyên các con bằng những cái việc làm cụ thể. Khi biết ơn cha mẹ không phải là nói bằng miệng, mà sáng các con phải biết dậy sớm, phải biết vấn an cha mẹ. Những cái điều này là những cái điều căn bản mà từ trước nay chúng ta học. Sáng dậy là phải biết vấn an cha mẹ, phải biết chào hỏi cha mẹ buổi sáng, chúc cha mẹ một ngày mới tốt lành. Những cái việc làm này rất căn bản, các con phải cố gắng mà làm. Ví dụ như là như thầy đây ở xa cha mẹ là hàng ngày lễ lạy cha mẹ, hàng ngày lễ lạy cha mẹ qua ảnh. Đây cũng là một cái hình thức vấn an cha mẹ. Thì chúng ta phải cụ thể bằng những cái việc làm nó cụ thể như thế. Hàng ngày các con cúi đầu trước cha mẹ, chào cha mẹ buổi sáng, con chúc cha mẹ một ngày mới tốt lành. Thì cha mẹ nhìn thấy cái gương mặt của chúng ta tươi tỉnh buổi sáng như thế thì cả ngày vui thôi. Đây chính là một cái biểu hiện của biết ơn cha mẹ. Thứ hai nữa thì thầy cũng khuyên các con là ở nhà phải biết làm việc nhà. Thế rồi là chúng ta cũng phải có những hành động cụ thể như là chăm sóc đối với cha mẹ mình, đấm lưng, bóp vai cho cha mẹ. Rồi là chúng ta có thể lấy nước ngâm chân cho cha mẹ.
thì những cái việc này các con có thể làm được. Nếu như các con mà không biết chăm sóc cha mẹ ngay từ bây giờ thì sau này cha mẹ con già yếu rồi không biết chăm sóc không? Không biết chăm sóc. Cho nên là thầy khuyên các con ngay từ ngày hôm nay chúng ta phát tâm mỗi ngày làm một việc để chăm sóc cha mẹ mình. Có thể là có một cái quỹ thời gian nào đó để chúng ta lấy nước ngâm chân cho cha mẹ là tốt nhất. Có nhiều bạn trong lớp mình làm được rồi, nhưng mà này phát động chung để cả lớp chúng ta cùng làm. Và các con làm thì nhớ là khi báo cáo là gửi cả hình ảnh lên cho thầy để thầy biết được là các con làm. Mỗi ngày làm như vậy để tăng trưởng phước báu của mình lên rất là thiết thực các con nhé. Phải cố gắng làm một cái việc này để chúng ta thực tiễn cái tâm tri ân báo ân đối với cha mẹ, thực tiễn cái hạnh hiếu của mình đối với cha mẹ. Rồi các con phải thực tiễn cái chữ hiếu này bằng cách là ở nhà phải chăm chỉ làm việc nhà, đừng có lười biếng. Thấy mấy bạn cái giờ đáng nhẽ là giờ nấu cơm thì cứ đi long nhong ở ngoài đường, đi sang hết nhà này đến nhà khác đi chơi. Cái giờ mà phải làm việc để giúp cha mẹ đấy. Thấy có mấy bạn ở đây đến giờ ăn cơm rồi mà đi đánh cầu lông còn chưa về, cứ đạp xe long nhong ngoài đường không có về. Các con nghĩ xem này, vậy thì làm sao mà mình học tập nó thế nhập được? Học cứ mãi là học ở bên ngoài, không hiểu được là phải làm hạnh hiếu như thế nào, hiếu thảo cha mẹ như nào. Con nấu cơm cho cha mẹ là chỉ cần nhặt rau, quét dọn, phụ giúp cha mẹ để có thời gian mình còn nói chuyện với cha mẹ, chia sẻ với cha mẹ để cho cha mẹ yên tâm. Những cái người mà ấy, không học thì người ta mới như vậy. Còn chúng ta thì phải biết tận dụng từng giây từng phút để ở với cha mẹ để mà chúng ta giúp đỡ cha mẹ. Đấy chính là thực tiễn cái chữ hiếu ở trong đời sống. Rồi phải thật thà, không được nói dối. Đối với cha mẹ mà các con còn dối trá nữa thì các con nghĩ xem đối với thế gian này còn ai mà mình không dám nói dối. Nói dối là một việc rất là xấu. Nó làm cho chúng ta mất đi cái giá trị, mất đi cái uy tín của mình. Nói dối một lần thôi là người ta đã không tin chúng ta nữa rồi. Nên các con mà nói dối người ngoài, nói dối người trong nhà, đặc biệt là nói dối cha mẹ là một cái điều rất là đáng trách. Không được nói dối. Phải thật thà đối với cha mẹ, có lỗi thì phải thú thật. Cha mẹ sẽ nhắc nhở cho mình. Rồi đối với anh em, chị em trong nhà các con phải biết yêu thương nhau. Đây chính là cái thực tiễn của cái chữ hiếu ở trong gia đình. Cái chữ hiếu nó rộng lắm các con. Mấy cái điều căn bản như thế thôi thì các con thấy thực hành cái chữ hiếu là thực hành cả đời. Thực hành cả đời. Không để cho cha mẹ mình buồn phiền, phiền não. Đây chính là thực hành chữ hiếu. Mà các con nghĩ xem một người mà luôn luôn làm cho cha mẹ mình vui, luôn luôn làm cho mọi người xung quanh mình vui thì cái người này cuộc đời họ có hạnh phúc không? Chắc chắn là hạnh phúc. Bởi vì lúc nào họ cũng nghĩ phải làm cho người khác hạnh phúc thì họ là người hạnh phúc nhất. Còn các con nghĩ xem mà suốt ngày làm cho cha mẹ buồn, làm cho người khác buồn thì cái người này chắc chắn là không được. Thì đối với ông bà, tổ tiên là những người có ân đức với chúng ta lâu xa về trước, chúng ta cũng phải thường có niệm tri ân báo ân. Bởi vì nếu không có ông bà thì không có cha. Thì mấy cái điều căn bản này ấy, đây nó cũng chỉ là cái cương lĩnh để cho chúng ta bước vào cái chương hiếu này thôi. Yêu mến cha mẹ, kính trọng cha mẹ, vâng lời cha mẹ, biết ơn cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ, phải thật thà với cha mẹ, vân vân. Đây đều là những cái cương lĩnh để chúng ta học tập chữ hiếu. Và cuối cùng thì thầy một lần nữa phát động các con trong một ngày ít nhất phải làm được một việc cụ thể. Ví dụ như là đấm lưng bóp vai cho cha mẹ để có thời gian nói chuyện. Bạn nào giỏi hơn nữa thì lấy nước rửa chân cho cha mẹ, ngâm chân cho cha mẹ, chăm sóc cha mẹ như thế. Thì đây chính là chúng ta thực hành chữ hiếu.
Các con nghĩ xem đây là lần vòng học thứ 6 rồi, các con có thể làm được hay không? Quyết tâm lên nhá. Chúng ta thực hành đi thì chúng ta học chúng ta mới thấy được niềm vui. Để hôm nay chúng ta học đến đây rồi. Xin cảm ơn các thầy cô, cảm ơn tất cả bậc phụ huynh các con đã lên lớp. Chúc các con có một ngày thực hành thêm các người con thật tốt nha.